sao tôi vẫn nghi thằng Thúy là gián điệp vào đây phá công ty cổ loa của mình quá. Nhưng mà em thấy ảnh phá còn không bằng em nữa mà sếp. Mà ba, sao ba ghét ông anh Đi Vương dữ vậy? Ba mày ghét ổng từ thuở hồi xưa rồi. Mới cấp 3 mà lão ta đã bán được bút ngay trước cổng trường và đủ tiền tậu xe máy đi học luôn rồi đó. Lúc nào đi xe máy cái mặt lão cũng cưng nhìn thấy ghét. Ủa vậy tính ra ông giỏi chứ, bán bút thôi mà mua được xe máy. Thôi, ai bảo mày đó là bút. Trời đất ơi, đó là ba mày chưa nói tới việc lão ta sát gái nữa đó. Lúc đi hẹn hò tập thể, lúc nào phái nữ cũng bu lấy lão ta hết. Thằng Dương nói gì với họ mà vui dữ vậy ta? Ê mà nói thiệt nha, không hiểu thằng đó nó có cái gì mà mấy nhỏ nó thích dữ vậy. Mỹ phẩm bên mình là sách tay 100%, không nhái, không phét, có tem chứng nhận. Đợt này giá sốc, ai muốn mua thì đặt cọc trước nè. Mình lấy 2 bộ. Người trong này là bác Vương đúng không ba? Nào, à đúng. Đó là kỷ niệm hồi đại học đó. Mỗi người sẽ ghi một dòng kỷ niệm. Ba mày ghi những dòng hết sức thông thái nè, mày thấy không? Làm gì mà lão già đó sâu sắc được bằng ba mày. Tôi nghĩ trong cuộc sống ai thiếu cái gì thì chọn cái nấy. Dạ. Mà từ hồi xưa là lão già đó đã hay cạnh tranh giúp ba mày rồi. Mày biết hả, hồi xưa ba mày khởi nghiệp bằng quán trà sữa. Trà sữa vô cùng chất lượng, pha bằng trà tuyển chọn. Lão Dương cứ đến uống ké hoài. Sau đó lão mở cái xe bán trà sữa mang đi thôi. Mà một tuần lời hơn tao kiếm 1 tháng lận. Có khi nào ổng uống để lấy công thức của ba rồi sao chép lại không? Lão già đó mà làm vậy hả? Ôi, lão già hắc dịch đó hả? Mua 1 can trà sữa lớn từ quán của tao, rồi về pha loãng ra, thêm đá vô. Tao bán 10 ly, thì lão ta bán được 50 ly rồi.